Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Accent. Như ngay là một chiếc xe Hyundai Accent số sàn 2011. Hôm qua thì em cũng quay cho bà con cô bác xem một chiếc xe Hyundai Accent tự động. Đây là một chiếc xe Hyundai Accent số sàn, cũng ở đời 2011. Con tự động thì màu đen và con màu trắng thì nó là số sàn. Con này mang biển kiểm soát Hà Nội. Nếu bà con quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho ô tô cũ giá rẻ nhất cả nước qua số điện thoại là 0397265286. Đặc biệt bà con xem video đầu tiên của em thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em với nhé. Vâng, với mẫu xe Hyundai Accent số sàn 2011 này, nó mang biển kiểm soát Hà Nội 29A28103. Xe thì cũng trang bị những cái tính năng như là có túi khí này, có ABS đầy đủ này, hệ thống năng đúc nguyên bản theo xe, xi nhan thích hợp báo rẽ bên sườn, có màn hình cam lùi, có cảm biến lùi phía đằng sau nữa đấy ạ. Nếu bà con quan tâm thì gọi điện trực tiếp cho em hoặc là kết bạn Zalo. Cần biết thêm thông tin như là đăng ký đăng kiểm của xe thì hãy gọi điện cho em ạ. Thời tiết Hải Phòng thì mấy ngày nay thì trời vẫn vừa mưa phùn này đấy, cho nên là nếu mà bà con mình với cái thời tiết mưa phùn gió bấc, mình đang có nhu cầu mua xe thì mình cũng tranh thủ thời gian, vì cái thời điểm bây giờ vẫn là tháng riêng, tháng Tết nên cái giá bán của cửa hàng bên em thì nó đang có rất nhiều những ưu đãi nhé. Bà con nhanh chân nhanh tay gọi điện cho em. Với mẫu xe này thì em đang chào bán là 292 triệu đồng, bao gồm như là phí rút hồ sơ này đấy, cũng như là hỗ trợ vận chuyển cho bà con cô bác ạ. Đây ạ, có rất là nhiều bà con cô bác hỏi cái chỗ này sao lại nó có cái nút tròn tròn khoành khoành như thế này. Đây là nó có tác dụng là khi mình tháo cái này ra đấy, là mình sẽ có một nút vặn ở trong đây để chúng ta đưa cái kích vào đây để chẳng may xe mình có trường hợp như thế nào thì sẽ cứu hộ đấy ạ. Đấy, cứu hộ, kéo cứu hộ nhá, rất là dễ dàng. Hệ thống đèn của chiếc xe thì nó rất là sáng, trời hiện tại đang có tí lắc đắc mưa phùn đấy ạ. Đây ạ, đấy, lắc đắc mưa phùn đây nhá. Hệ thống đèn này rất là sáng này, đèn pha cũng là đèn sương mù đây ạ. Đấy, đèn gầm này nó rất là sáng ạ. Biển Hà Nội cho nên là bà con khu vực Hà Nội, nếu chúng ta sở hữu con này, mình không phải mất 20 triệu tiền biển nữa và cũng không phải mất tiền biển. Biển này vẫn giữ nguyên, chỉ đổi đăng ký thôi. Đấy, chỉ cần đổi đăng ký và nếu mà trường hợp mình không thích cái biển này, mình rút hồ sơ cũng vẫn được. Và mình vào tên nó rất là ít thôi, không phải mất 20 triệu tiền biển. Nếu trường hợp mình mua một con xe biển tỉnh lẻ đấy, như là biển từ Hải Phòng về Hà Nội á, thì sẽ mất 20 triệu tiền biển ạ. Hệ thống xi nhan trên gương này, đăng kiểm của con này còn đến tháng 10/2023 đấy ạ, tháng 10/2023 nhé. Bên trong phần nội thất thì con này nó ghế da này là ghế da xịn, cho nên là nhìn nó hơi bị đều đều một chút thôi đấy, nhưng mà ngồi nó rất là êm. Tại vì là một số nhà có điều kiện thì họ cũng không để cái ghế nguyên bản của nó, mà họ đã thay cái ghế da xịn rồi đấy, hoặc là nguyên bản của dòng xe này nó sẽ là ghế lỉ đấy, đấy nhưng mà họ đã thay cái ghế da xịn nhá, nên là ngồi nó rất là êm và thoải mái. Cổ số thì theo thời gian nó cũng có bào mòn một chút rồi, màn hình có rồi này đấy, trần của chiếc xe vẫn là trần lỉ nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì bà con mình nhìn tổng thành cái phần cánh cửa của chiếc xe đây ạ, nó còn rất đẹp nhá, cửa giả đóng rất là chắc chắn ạ. Đặc biệt là chủ xe họ có trang bị thêm một cái vật đây để mình có thể để như là đấy, giấy này hoặc là để nước này đấy, để kính này, rất là tiện lợi đây ạ. Đấy, rất là nhiều đồ chủ xe cũ họ vẫn còn để đây ạ, băng keo cá nhân này, đấy, giấy lau tay này, đấy, bình xịt này, đấy, cái này là nước rửa tay đấy, chống dịch đấy ạ, đấy, keo rửa tay khô này, rất nhiều những cái tiện lợi, những cái cũ của chủ xe họ vẫn đang để lại đấy ạ.
ghế da nó là ghế da xịn nên ngồi nó rất là êm và thoải mái, nó không cứng như là cái dòng xe mà nó trang bị ghế da thường. Ghế da thường thì mình ngồi nó không được mềm, nó không được thoải mái đâu. Đấy, nhưng mà con này được trang bị ghế da xịn nên nó rất là ok nhá. Ai mà sở hữu con này thì cực kỳ là thích đấy ạ. 292 triệu đồng cho chiếc xe Hyundai Accent 2011, số sàn máy 1.4, xe nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn Quốc ạ. Đây, ký hiệu cái logo của Hyundai này. Đấy, mất chữ Y rồi. Accent. Đấy, chủ xe cẩn thận cầm bắn cả ốc vào đây để giữ này. Tại vì cái chữ này thì nguyên bản của nhà máy là chị họ chỉ dán thôi. Đấy, nhưng mà theo thời gian thì cái keo ấy nó cũng sẽ bị bong. Đấy. Về phần gầm của chiếc xe này rất là sáng sủa sạch sẽ đấy ạ. Đấy, bà con xem này, gầm rất là đẹp nhé. Không mục mọt và không bị han gì. Và kể cả gầm nó không bị trên phần máy nó không bị ngấm dầu, chảy dầu. Với dòng xe Hyundai Accent số sàn thì nó cũng đã trang bị 4 phanh đĩa. Đấy, nó đều là trang bị 4 phanh đĩa rồi đấy ạ. Nội thất rất là tươi sạch sẽ. Cửa giả đóng đấy ạ. Đấy, bà con nghe tiếng cửa này rất là nhẹ nhàng, rất là ok nhé. Đây là hệ thống bấm kính lên xuống của xe này, cũng như là hệ thống gương kính điện đây ạ. Vô lăng của chiếc xe này. Thế bây giờ thì em sẽ quay về phần máy nó đang vận hành để cho bà con xem. Con này thì order đây chạy hiển thị trên đây chỉ có 8.7 thôi. Đấy, mười mấy năm rồi thế nhưng mà xe chạy mới có 8.7. Nó cũng chạy rất là ít như con tự động màu đen biển Thái Bình nhá. Đấy, hai con này chạy tương đối nó cũng khá là ít nhá, khá là ít ạ. Điều hòa con này rất là mát. Mát lạnh luôn. Mát lạnh và mát sâu. À, cái màn này tại sao lại không thấy lên nhỉ? Màn này chắc khả năng ấy lên rồi đấy ạ. Đấy. Đài FM. Đấy, màn lên rồi nhá. Bây giờ thì em sẽ quay cái phần máy đang vận hành này để cho bà con xem nhé. Đấy. Đây ạ, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa này. Mặc dù là trời đang mưa nhưng mà em vẫn tranh thủ quay video này và cũng như là quay video báo giá cho bà con xem những cái mẫu xe mới về cửa hàng bên em. Đấy. Dạ vâng, đây là phần khoang máy của chiếc xe Hyundai Accent 2011, số sàn máy 1.4, xe trang bị 4 máy ạ. Dây côn la hoạt động rất là ok này. Tại vì thời tiết đang mưa thế này em cũng quay nhanh thôi. Đấy, quay nhanh cho bà con xem. Đây ạ, máy này rất là chất nhá. Không bị rung lắc gì cả và tiếng máy lổ nó không bị ồn. Đấy, đây ạ, bà con xem này. Cục ABS này, hệ thống ABS nhé. Dạ vâng, một chiếc xe Hyundai Accent 2011 với động cơ của nó 1.4 số sàn biển Hà Nội 29A28103. Bà con quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho ô tô cũ giá rẻ nhất cả nước qua số điện thoại là 0397265286. Đặc biệt bà con xem thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.